sẽ bán là 58 triệu nếu như anh em ký ủy quyền nha. Còn anh em muốn rút hồ sơ là 60 nha anh em. Đó, em này cực kỳ mới luôn nha, em có thể quay video mấy chỗ này cho anh em coi. Em này là như xe mới, như xe đập thùng luôn á, không khác gì luôn nha anh em. Đó, gõ vỏ gai đầy đủ, tem năng lượng còn, mọi thứ mới luôn, xe chưa lủng lỗ nào luôn. Xe có bọc keo luôn nha anh em nha, về đỡ tốn tiền dán keo. Và cái bản này là bản mua chính hãng có bảo hành 3 năm nha anh em. Bản mua chính hãng có bảo hành 3 năm nha, bản này là trước là mua tới hình như là 80 triệu á anh em. Đó, cỡ đó đó. Xe này có bọc keo hết nha anh em, mình có lột miếng keo ra cho anh em coi nè. Mình có lột miếng keo chỗ bình xăng nè anh em. Đó, thấy đẹp không? Em lột ra em đánh cà na chưa vậy? Đánh cà na còn vết ố nè. Rồi để em chưa đánh cà na nha anh em, chưa đánh, em phải đánh nó mới bay lại mấy cái vết keo cũ á. Rồi, mình lột ra cho anh em coi nè anh em. Đó, quay lại cho anh em coi. Đó, lột ra cho anh em coi. Đó, còn mấy chỗ này là có dán keo nha, mấy nhà dán keo hết. Tại giữ luôn cho anh em đỡ tốn tiền dán. Con này nè, hai chì rất là đẹp luôn. Hai rất là đẹp. Và cái odo của nó 3.500 nha anh em. 3.500 cây. Đó, đẹp tuyệt vời. Nói chung là như xe mới, như xe đập thùng luôn. Quay chiếc xe cho anh em coi. Như xe đập thùng. Rồi. Đó. Như là anh em đập thùng xe mới rồi, có đồ chơi sẵn rồi, dán keo sẵn cho anh em về chỉ chạy thôi anh em. Rồi. Con này CB650 nha anh em. Đó. Mình bán 205 triệu có đồ chơi nha. Ở đó không đồ chơi, 205 nha anh em. Còn có đồ chơi là giá khác nha. Con này là 5.000 cây nha anh em. Chuẩn nha anh em. Đó, xe không một vết chạy luôn nha anh em. Rồi. Xuống đây là R3 250. Đây, em này giá tốt nè anh em. Em này giá cực tốt luôn. Con R15 này là mẫu 2020-2021 anh em không? Mẫu đen nhám. Đó. Em này là mình để cho anh em 41 triệu anh em chạy chơi nha anh em, trải nghiệm nha anh em. Đó, xe này tiếc điều là thằng em mình nó làm chày luôn anh em, chày miếng chỗ này nè. Nó làm chày luôn á, nó đi ngang nó lấy cái móc á nó chày làm chày nè. Đây nè anh em quay đây. Có chày xíu chỗ này thôi. Đó. Đó, chày xíu chỗ này thôi. 41 triệu anh em trải nghiệm là quá ok, quá tuyệt vời luôn ha. Em quay một lướt một vòng ấy. Mở xi nhan cho anh em coi nè. Đó, đẹp không? Quay ngang ngang cho anh em coi. Rồi, em trong đây là 32 triệu ha anh em ha. Em này mới luôn, đi rồi, ok luôn ha. Đó, R15 41 triệu nha anh em. Có cặp gương zin luôn nha anh em. Gương zin chủ đưa cho mình cất rồi. Để gì cho nó ngầu. Xe mới tinh luôn nha. Đây có vô cộng sên vàng luôn nha anh em. Đó, sên vàng mới luôn. Đi êm không? Sên có phốt, đi rất là êm. Đó, còn xe thì cực đẹp thôi, không có lỗi lầm gì. Rồi, tiếp theo là em này mình có quay cái clip trước là mình đi mua ở Vũng Tàu á anh em. Con này là mình bán là 194 triệu là trong đó có phí là rút hồ sơ rồi đó nha anh em. Đó, em này thì hôm bữa mình quay cho anh em trong cái clip, anh em coi lại cái clip cũ là đi mua ở Vũng Tàu á. Con này là 4.300 nha anh em. Mua ngay chủ luôn. Đó. 194 triệu là đã có bao gồm phí rút hồ sơ cho anh em hết đầy đủ rồi đó. Bô đồ đã lắm anh em. Bô hú đã lắm, bốn máy mà. Phê, chơi bốn máy chơi em này. Rồi, qua đây là bây giờ là nhân vật đặc biệt nhất ngày hôm nay nè. Nhân vật đặc biệt nhất ngày hôm nay đó là R3 bản kỷ niệm 30 năm University. Bản này rất là hiếm. Và xe này hầu như á, anh em mua về là ít, rất là ít đi. Đó. Và bản này á, bây giờ anh em mua R15 V3 mới á, là bây giờ cũng 70 mấy, gần 80 triệu rồi đúng không? Xe biển số Sài Gòn, xe này biển số Sài Gòn. Thì con này hôm nay mình bán 77 triệu thôi nha anh em, 77 triệu cho một em Ninja 300. Ngon, con này ngon. Đây, đây là cái bình xăng em nó nè. Trên đây có Ninja 300 University nè. 1984 nè, kỷ niệm của Kawasaki. Những con này có giá trị là những cái bộ tem này anh em. Và cái tem này cũng 5-6 năm rồi. Và đương nhiên là nó có những vết xước theo thời gian do người ta giữ xe anh em. Nhưng mà cái màu sơn zin nó vẫn giữ được. Cái màu sơn zin nó đặc biệt nè. Màu trắng tiêm tiến nè. Nhìn cũng rất là mới. Đây đây. Quay ra thấy không? Em thấy không? Đó. Màu trắng nhìn rất là mới.
đó, vả màu sơn zin đó nè, sơn zin về là rất là mới, rất là đẹp. Và đương nhiên mấy cái tem này nè, ủ cái là nó, đương nhiên mình xài quá trình thời gian nó phải xước cái mấy cái tem thôi, xước mấy cái tem thôi, nhưng mà màu sơn zin nó vẫn giữ được tay zin, gù zin, mọi thứ. Con này là đi chủ đi đúng chuẩn 12.000 cây luôn nha anh em. Đó, cái này mình mua ngay chủ nên mình có thể bao cho anh em được luôn, 12.000 km. Xe nhìn em quay hết này chưa, còn bình xăng còn đẹp lắm. Mấy cái này là nó in lên luôn nha anh em, nó sơn luôn nha anh em, chứ không phải là tem rời đâu nha. Đó, đẹp lắm. Rồi quay qua bên kia. Đó, và đây là mình so sánh cho anh em ngoại hình giữa Ninja 3 với lại Ninja 4 luôn. Đó, giờ xe quá rẻ luôn, 77 triệu là có xe ngon chạy rồi. Đó, còn con này thì nó có chạy xước theo thời gian anh em, 5-6 năm, nhưng mà cơ bản là nhìn anh em nhìn trên clip đó, nó vẫn rất là đẹp, đẹp keng luôn. Cái vỏ trước là vỏ zin theo xe luôn nha anh em. Đó, vỏ zin theo xe luôn. Đó, còn cái vỏ sau là đã lên cái lớp lớn hơn miếng nha anh em, mới lên luôn, còn keo chỉ đầy đủ luôn. Xe này còn đuôi zin luôn nha anh em, đuôi zin bô zin còn, mà để mình kiếm cái chờ chủ xe lục cái cho anh em nghe tiếng bô, đẹp lắm anh em. Quá đẹp luôn. Bi ơi, Bi ơi. Ồn Bi đâu ta? Bi ơi, mình định kêu mẫu 1m6 vô ngồi cho anh em coi mà đi đâu mất tiêu rồi. Rồi, mình ngồi cho anh em nè ha. Đó, mình 1m7 thì ngồi rất thoải mái rồi, nó tiện đó. Còn 1m6 thì anh em ngồi, mình nghĩ là 1m6 ngồi. Bi vô ngồi mà anh gái Bi. Rồi, có thằng Bi vô nè. Rồi, vô. 1m62 rồi nha, hồi đó theo mình là 1m6, giờ lên 1m62 rồi. Rồi, ngồi cảm thấy sao Bi? Đó, quay em quay từ trên xuống, quay trên chân xuống. Ừ, ngồi thoải mái, chạy con này là đẹp trai, con bà hai luôn. Bà hai mẹ hay bị bệnh luôn đúng không? Không, mẹ hay bệnh rồi hay ngủ quên đúng không? Rồi gì nữa? Rồi hay bị sút, sổ mũi đúng không cameraman? Đúng rồi. Lý do tùm lum hết. Rồi, cảm ơn siêu mẫu. Rồi, người mẫu ra nhận đồ luôn. Rồi, quá tuyệt vời anh em. Con này có ABS trước sau luôn nha. À, bây giờ anh muốn so sánh nó với lại con CBR250 cho anh em coi luôn. Ừ, nhưng mà bây giờ sẵn tiện mình làm clip mình so sánh luôn. Rồi anh em mình chờ xíu nha, để mình set up hai con gần nhau để cho anh em so sánh với nhau. Sắp xếp lại để cho anh em sẵn một cái clip này, anh em có thể so sánh là giữa Ninja 300 với lại CBR250. Bi ngồi hai con thử con nào cao hơn này Bi. Người thật việc thật, thực tế luôn. Rồi, ngồi anh đó. Con kia. Rồi. Con nào cao? Ngang nhau hả? Hai con theo siêu mẫu nhí nói là nó ngang nhau nha. Con này nó hơi chồm xíu, tại con này là bọt thùng, con này bọt city. Ừ. Cái chân ngắn lại thì có thể con này cao hơn phân đi ha, vậy đi. Thì đó là cái là người thật việc thật, khi người ta ngồi lên xe nó khác anh em. Còn khi mà anh em qua thông số nó khác, tại vì mỗi người cái cơ địa nó khác nhau. Thì con này có thể ngồi thoải mái hơn nha, tại này là bọt city. Thì anh em thấy hai cái con này á, thì đương nhiên là 300 phân khối nó sẽ chạy nhanh hơn 250 rồi. Đó, nhưng mà tại sao con 250 này nó mắc hơn? Bởi vì con này nó có ga điện tử, drive by wire và nó có 3 chế độ lái. Còn con Ninja 300 này chỉ có ABS và 300 phân khối bình thường thôi, như Ninja 400 thôi, chứ nó không có cái gì đặc biệt. Cho nên giá nó rẻ hơn so với con 250. Còn những ai yêu thích con này á, chạy ra đường là tưởng ZS10R không à. Để mình ngồi qua góc này để em quay sao mà cho người ta thấy chọn xe. Đó, là nó giống như là ZS10 anh em, cái màu này y như ZS10 luôn, cái bản kỷ niệm này đẹp, mình cũng thích cái bản kỷ niệm này lắm. Đó, em là quay sao cho ta thấy hai con 250 lại con này luôn. Tắt đi. Em cứ ngắm đi nha. Ngắm đi. Một con 77 triệu, còn 250 mình bán chỉ có 92 triệu thôi nha anh em.
ngắm cho thoải mái đi anh em. Còn xe 565 thì nó phải có xước mấy cái tem á anh em. Mấy cái tem nó xước xước xíu thôi, nhưng mà dàn sơ mình thấy vẫn còn rất là đẹp. Đẹp, ngon. Hợp túi tiền nữa. Giờ cầm bảy mấy triệu ra mua được con R15 V3 mới à. Chứ R15 V4 là V-Rumber tới 90 mấy triệu luôn. Tính là nếu như mà còn con R15M là mình sẽ so sánh ha. Nên mua R15M hay là Ninja 300 cũ. Mà Ninja 300 cũ á, hiếm xe đẹp lắm nha anh em. Đó, con này là một trong những con xe đẹp mà mình săn được. Rồi ok anh em ha. Anh em nào cần mua xe thì cứ liên hệ cho số điện thoại mình, hoặc là tới tận nơi để xem xe. Nói chung là mình tới tận nơi để xem xe là ok nhất anh em. Là ok nhất nha anh em. Tại vì xe bên mình bán là hợp lý, ngon. Phải ngon, phải chạy. Anh em chạy là không về, không có cần sửa chữa gì đâu. Và đương nhiên có bảo hành cho anh em. Anh em cứ yên tâm mà sử dụng ha. Và xe mình toàn là xe tuyển không à. Anh em mến thì anh em cứ mến mình, muốn ủng hộ mình á. Thì anh em chưa có tiền mua xe á, thì anh em chỉ cần bấm like và subscribe cho kênh của mình Biker thôi. Để mình có động lực thêm, để mình qua ra clip nhiều hơn cho anh em, để anh em ngắm xe và so sánh xe. Tại vì sao quay clip anh em? Quay clip anh em coi mình có tiền mới chi trả cho mấy đứa em nhân viên ở nhà được. Đó, một người thì cameraman, một người thì làm mẫu, còn một người đây là phải đứng nói thuyết trình cho anh em, để anh em hiểu hơn về những con xe. Vì những anh em mới chơi xe á, anh em coi clip nhiều, anh em cũng biết thêm một số kiến thức. Ở đây mình chia sẻ anh em luôn, đôi khi cái thông số kỹ thuật á, mình coi ở trên mạng nó là vậy anh em, nhưng mà khi ra ngoài thực tế nó khác anh em à. Ví dụ vẫn là một cái con xe 50, con 300, nhưng mà khi cái tạng người đó ngồi lên thì người ta sẽ như vậy, và cái tạng người khác ngồi lên thì nó lại kiểu khác nha anh em. Đó là mình muốn cái đưa một cái người thực tế vô để anh em dễ ngắm, dễ nhìn hơn, dễ coi xe hơn. Đó, và anh em thấy không, xe mình về nhìn chung á, xe chuẩn, xe được, chứ không có phải là xe nó nát hay là cái gì để anh em mua đâu. Cũ nhưng đối với mình nó phải một chút đó chỉnh chu cho đem đến cho anh em con xe để anh em đi nó ok. Rồi cảm ơn anh em đã ủng hộ mình ha. Anh em mà thích thì cứ alo cho mình là mình sẽ bán xe cho anh em liền nha. Chúc anh em nhiều sức khỏe.